lớn nghe là Thiên Việt. Rồi tụi em xin phép nha, để chiều có gì gặp anh lại bên Thiên Long Cung. Dạ. Rồi thì em cứ về Đà Lạt, cứ về đi. Dạ. Rồi, rồi ba chị. Chúc rồi chào mọi người nha. Dạ. Rồi giúp dạ. Em về lại chị em gặp. Rồi. Có chụp chụp hình. Cần chụp thôi rồi xin làm đại tử mà khóc thôi đừng có khóc, mình sợ người khóc lắm. Thứ nhất là sợ phụ nữ khóc, thứ hai sợ trẻ em khóc, thứ ba sợ người già khóc. Ok rồi, nhận về với thượng đế nha, bỏ giáp hàm này về trời nha, không ở thế gian nữa, ăn chín rồi đó, về trời. Cái gì lại mấy chư thiên đứng đây quan gì tiêm đại minh trần, mấy vị ghi nhận nha, tiêm đại minh trần kim hả, mấy vị đứng trên bầu trời khi nói chuyện với hồ là mấy vị trên mây đã ghi tên á, phải tự đọc cái tên lớn lên cho mấy vị Thiên Kiều. Thiên Kiều. Thiên Kiều. Rồi mỗi lần về hiệu tên là nhận với đại tử. Tí như ơi tí. Hả? Thiên Phượng. Vậy anh là thiên tài hả? Để cho hồ giải thích mấy cái đồ mình đeo á, mình đã từng đưa một vị thầy nào rồi, ma nó cũng có cái lực của ma, nó bỏ cái thần thông như đây gọi là điển, nó cũng giống như energy vậy đó, rồi đưa cho hồ là cái điển thanh là điển của Bồ Tát thì nó chối lại cái điển kia. Cho nên mình nó hà đưa cái mới. Cái này cũng mua ngoài chợ sư phụ. Cái mới tin luôn. Mới tin luôn, dạ. Rồi. Tin cho mấy đứa cháu. Ok. Trời ơi, đưa nó. Cái này con mở được không được sao sư phụ? Mai em. Cảm ơn sư phụ. Vào nhà ông đứng ông cụ. Đây là nhà của con á sư phụ. Hả? Đây là nhà của con. Đâu dạ, sư phụ con nhờ sư phụ điển cho con. Dạ. Phải đọc tên cho mấy chư thiên nghe. Dạ con là Thiên Văn Trình. 66 tuổi, tuổi Kỷ Hợi. Rồi về dạ. Với thượng đế nha, về trời nha. Dạ. Sư phụ chưa có điển con. Con là Thiên Anh, con chưa có đợi điển. Chưa 63 tuổi. Chưa đi về chứ. Chưa, muốn đi về thì con. Dạ sư phụ điện vô đây cho con. Cô bác hồi nãy chiều đi con vô đi thích tiền lắm con mà. Không chung gì là chụp chung. Có chiều đi gì không? Đi. Ok chiều có đi ra thiên cung. Nó có gì. Anh đang bận mọi người. Rồi. Anh Kiệt, anh nói anh nhìn siêng tâm vậy chứ anh nhìn được người ta không? Được chứ. Nhưng người ta nghĩ gì anh nhìn? Nghe tờ nghe cái số điện thoại vô. Không để số điện thoại. Anh ông ấy người yêu mình. Anh là half god half human. Anh có 7 giống hồn ma. Những gì thầy ở thế gian này có tu giỏi cỡ nào nữa cũng 2-3 giọng. Mấy ông thầy là tạm mà ngồi hang động 50 năm 2-3 giọng. Anh natural, anh có 7 giọng. Anh khác gì đâu con xin sư phụ. Tên gì? Dạ con là Thiên Phong Thịnh. Thiên Phong đây đây. Ok đi ha. Rồi chào hai em nhé. Gặp lại. Những cái nào đi hộ là đừng là chưa từng có thầy nào cầm nha. À, có thầy nào cầm á mấy ổng không, mấy ổng toàn là trượt không à. Đó là giống như bùa ngải này.
nó không có kinh nghiệm bằng cách hai điều khoản ok ngồi cái mệt chút mà nãy giờ có ông trời hết bữa nay nhiều con trời về trời quá. Tại cái thiền bát nhã của sư phụ nó chứa được 8.000 tỷ người mà bữa nay nó còn vắng lắm, nhiều chỗ để mình lên á, lùa được ai lên thiền bát nhã thì sư phụ về trời cha cho cái bông sen bự hơn. Con nghe với anh thầy lâu lắm rồi, mà thấy mới có gì làm thêm, không mừng quá. Ủa, đừng có khóc. Gặp được là một Bồ Tát sống tại thàm là đã có phước rồi. Thì hồi sẽ, hồi đã nhận đệ tử thì hồi hứa, ai mà đã là đệ tử thì nói chuyện. Thì hồi cố gắng sẽ đưa về chạy hết. Nhưng mà bắt đầu hôm nay là phải biết thay đổi, quay đầu. Tại sư phụ ngoài cái xác phàm ra, chiếc thân băng đêm nó đi cả ngàn người á, thì khi nào có nạn gì cứ kêu sư phụ Thiên Tấn Kiệt là phụ bay tới. Và đồng thời cái ngày mà vô nhà thương cận tử nghiệp á, mà có nạn á cũng kêu, thì cái chiếc thân nó sẽ cứu. Thầy trò mà đâu có bỏ đệ tử đi vào củ quyền hay là ba đường ác. Đường ác là địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó, biết không? Mày kêu to anh đó nghe. Dạ, con xin sư phụ nhận. Tên gì đọc lớn lên mấy chữ thiên trên trời nghe nè. Thiên Thu Thủy. Lấy cái ghế cho mà bác này ngồi nè mấy con. Cho con hỏi lúc mà mình cúng cha với mẹ, con quên nói là bao nhiêu đi nước, bao nhiêu bông, bông mấy 12 nước, 12 bông. Rồi trái cây. Hướng Đông Bắc. Quay về hướng Đông Bắc là. Rồi có vợ không? Có vợ nào không? Không có vợ nào. Cái hồ ngồi thở chút từ hồi nói chuyện tiếp. Dạ. Dạ. Phật chào sư phụ. Con muốn gửi cho phụ cầm này làm dấu con về ai thỉnh con cho. Một xăm. Có ai giết nở không? Này cũng có cái tâm á. Dạ, ai về thì ai thỉnh con cho, không ai đi. Trời ơi, con đổi 100 đô, bao nhiêu đây? Một tờ này á, con bán 50.000 người ta mua á. Dạ, dạ. Để tại vì cái tiệm neo mà ế á, con để tờ này á, là tiệm neo sẽ đắt lại. Dạ, dạ. Tại vì chữ ký của sư phụ vô là ông thổ địa, ông sẽ gia hộ á. Cho nên con đừng có bán nghe. Dạ con cho. Mấy chủ tiệm giống như chợ Hồng Kông 4 đang ế là vì nó có dòng lĩnh trọng. Dạ ai thì con chỉ dừng cho một ông chủ chợ Hồng Kông cái này thôi. Ông cho con 500.000 ông cũng dám cho lắm để cái chợ đắc lợi. Tại cái này là ấn ký của thiên tử. Thì cho nên tất cả những cõi vô hình dòng linh nó có hiệu lực cũng giống như là một cái passport đi Mỹ vậy đó. Cho nên cái này nó màu nhiệm lắm. Nhưng mà nó chỉ có màu nhiệm bên cõi vô hình thôi. Bình thường á, mấy cái ai mà bị trúng bùa trúng nhảy hay là bị thư ém á, đeo trong người sẽ không bị. Dạ. Ủa mà sao con mua chỉ nhiều dữ vậy sư? Dạ con lãnh hôm Tết để chuyện gì để cho phụ. Ngày nay có cho phụ lên. Cảm gì phụ giết ngày nào mỏi tay thì ngưng nha. Dạ. Vậy là Phật vậy là tụi con này có bước lắm. Chúng này được rồi. Che màn hình từ từ. Mình đánh. Cái chữ này để hồi giải thích. Mình có cái gì mình phải hiểu. Dạ. Nhận cho hộ là cho hộ cũng phải hiểu rõ cho hộ là ai. Dạ. Chứ không phải mình ra đường bừa bãi mình muốn gia nhập hay nhận ai nhận. Chữ này tất cả các thầy trong chùa đều biết. Dạ. Gọi là án lam. Án lam là một cái danh tiếng là để mà thử tà trừ ma rồi yêu gì đó. Thì sư phụ cũng dùng cái tử, hồi xưa sư phụ tu trong chùa sư phụ biết. Nhưng mà nó khác nhau, của thầy cũng viết y chang vậy, của sư phụ viết. Nhưng mà mấy chư thiên đang nhìn thấy cái
chữ này là cái nét chữ của sư phụ. Dạ. Không có ai giả được. Thì nó có màu nhiệm là ai là người biết á, là mới quan trọng, hiểu không? Thì nó lại nó vừa có cái hiệu lực mà nó vừa màu nhiệm là đích tay của sư phụ là người biết. Ủa con mắt thấy rõ vậy. Trời luôn á, từ đẳng tới đây mình luôn. Con mới 80 tuổi thì phụ à. Mới 80. Mới 80 hả? Dạ, mới 80. Thì nó thường giải thích ở phía sau thường á, người viết chữ khổ. Dạ. Chữ khổ này không phải của Thiên Tấn Kiệt, không phải của Thiên Tử, mà là của tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, là sư tổ của họ Thiên, cái con á. Dạ. Là cái ông mà trong chùa quải chiếc giày á. Dạ. Tại tổ thường nói chuyện, thì tổ đã kêu sư phụ cho chúng sanh thời tận thế này quá khổ, chúng ta quá khổ, cái gì cũng khổ hết hiện giờ. Thì ai mà nhìn chữ khổ này, mà nhìn mà nó nhập tâm chữ khổ á, mà chữ khổ mà nó nằm vô trong đầu mà phải đúng cái nét của sư phụ viết nghe, thì tự nhiên sẽ hết khổ. Thì tổ nói như vậy. Thì cách đây một tháng lúc mà sư phụ nhập thất hai tầng ở Thiên Long Sơn á, thì tổ hiện về trước mặt. Cái nói thưa tổ, con đã phổ biến chữ này lên trên cộng đồng mạng rồi, nhiều người đã có chữ khổ, nhưng mà họ vẫn còn khổ. Rồi là bây giờ tổ có cái gì để dạy con, để mà lên dạy cho mấy đệ tử họ Thiên nữa không? Tổ chỉ nói đơn giản con câu và ổng biến, biểu họ chấp nhận chữ khổ đi, thì tự nhiên nó sẽ hết khổ. Có nghĩa là nhiều người có cái tờ này nhìn, nhưng mà nhìn qua con cái rồi biêu bọt rồi tiền nhà rồi chuyện này chuyện nọ, họ không có thừa nhận là họ đang khổ thì vẫn không hết khổ. Thì đó là nguyên văn câu chuyện tổ nói sư phụ vậy. Cho nên ai có tờ này á thì lâu lâu buồn á bỏ ông bóp nhìn chữ khổ lên máy bay hay gì á. Còn cái này á thì nó có hiệu lực để dưới đích của ông thổ địa, mà mỗi tiệm neo hay tiệm cơ sở làm ăn thì ông đó thì ông nhìn thấy cái nét chữ sư phụ á, ông sẽ nể một chút, thì ông sẽ có thể giúp á nghe. Còn ông giúp hay không hỏi ông. Tại nhiều người nghiệp nặng quá. Cách nghĩa ở cái trước sư phụ đơn giới đó, sư phụ có nghĩa cái đó một lần nữa rồi lại không không án lam, chữ này gọi là án lam. Án lam là bà ma xui xẻo trừ chị buồn ngải thư ém. Mà thua đâu có dính chi nhiều với trời. Hôm nay ngồi nói chuyện cho giao viên thôi mà, thì vừa viết thì tay làm óc suy nghĩ, miệng nói, ai muốn hỏi gì hỏi. Còn sư phụ viết thì tập trung viết, tại viết cái này phải nín thở viết. Còn muốn sư phụ nói mà để cho giống như nói pháp nói đạo á, thì phụ phải ngừng viết. Rồi muốn sư phụ làm gì viết hay là khó gặp sư phụ rồi nói đi. Hơn 30 năm trước con đã biết là Thiền Tâm sẽ ra đời. Con hiểu tại sao. Và con cũng hơn 30 năm trước con đã thấy sư phụ, nhưng mà với hình dáng là một thiền tử khoảng 10 tuổi. Là hơn 30 năm trước. Và lúc đó con ở trại tị nạn Singapore. Cái mặt của hàng thiên tử như thế nào? Không biết lúc đó. Tại cái này Xuân chưa nói trên mạng mà con mà nói chúng là con nói đúng. Còn nói chặt là con nghe clip xuống con đồ lại. Không, con thấy, mặt của thiên tử như thế nào? Sư phụ biết cái mặt của sư phụ giống cái hình mà sư phụ. Đừng nói là giống người Á Châu này nghe. Giống người Á Châu, giống người Việt Nam. Vậy là con sai. Con biết. Con nhìn mặt cha mẹ đi. Trời, thiên tử trên trời đẹp trai cực kỳ. Người thế gian sao đẹp bằng. Giống cái con cái tướng mà... này xấu quá. giống cái hình mà sư phụ post lên cái bài hát mà. Yeah. Gia nhân nhéo là tự gì thân tứ đại là phải già phải không? Thiên tử thiệt đâu có bao giờ già, trên trời là không có ai già hết. Phật mẫu có một nguyên một cái vườn đào, ai ăn trái đào là trường sanh bất lão. Trời, vườn của mẹ là con của mẹ vô ăn nhiêu trái mà không được. Sư phụ đâu có già đâu. Nhưng mà so với người thế gian á là sư phụ đã mấy trăm triệu tuổi, tỷ tỷ. Rồi về trời á mấy con cũng là con của thượng đế hết, là chúng ta là anh em. Về chánh sư phụ nhỏ xíu tuổi à, cho nên xuống trận cũng vui vui rồi, nhưng mà
cũng náo nhiệt lắm phải không? Thích ca nhưng mà giờ không dám ca nữa, sợ mấy đệ tử lớn tuổi bị chấp á. Trời ơi, ngày xuống đây ngày còn ca nữa để cho Đàm Vĩnh Hưng nó ca. Nhưng mà nhiều người hiểu lầm, cái điển thanh á nó độ được tất cả tầng lớp chứ không phải chỉ có ở cái tuổi của mình. Hỡi mà nghe được cái âm thanh sư phụ là ngủ ngon và tâm an lạc, tại vì cái luồng điện của sư phụ nó mạnh lắm. Đứng đây cũng thấy an lạc nữa, trừ khi đứng mỏi chân thôi. Nên kiếm ghế ngồi thì nó có cái hiệu quả đó. Chứ thiên tử thiệt á, con thấy là đẹp trai lắm. Đẹp trai hơn con có 100 cái thằng con cao nữa. Thằng đó tướng nó thì chấp bì á. Cái hủ chính trai đẹp trai lắm. Bởi vì cha mẹ mới cưng, mới thảy xuống bi trí dũng đầy đủ thì mới truyền cái những gì. Truyền đạo là truyền những cái gì của người đó có kinh nghiệm, những gì thầy giảng pháp trong chùa cũng vậy, và thượng đồ cũng vậy, truyền những cái cuộc đời kinh nghiệm. Thì thù là người như thế nào, thù suốt này cũng nói như thế đó, là tất cả họ thiên á là phải tự đốt đuốc đi nha con. Nhưng mà cả tuổi này đốt cũng hơi khó, nhưng mà giờ chót á thì biết quay đầu ngồi đây. Khi mà vô phòng bệnh viện ICU á thì kêu tên Thiên Tấn Kiệt, nhưng mà về nhà hoặc là vô đây nè, mỗi cuối tuần rảnh vô đây lại sám hối cha. Thì cha sẽ cứu. Dạ, sư phụ, nhà con có bàn thờ luôn. Thì cứ mỗi ngày rảnh vô đó lại. Mỗi ngày hai thời. Mà ngày nào mà không lại là ăn cơm không ngon đó. Dạ, muốn ăn cơm ngon là phải vô lại sám hối. Dạ. Giờ không cần đọc kinh gì hết, chỉ cần lại thôi. Tại tuổi này sao đọc nổi. Thì cứ vô lại lên lại xuống để mà bao nhiêu nghiệp chướng của mình đó, sám hối nó quan trọng hơn đọc kinh đó. Đọc kinh nó quan trọng ở tuổi trẻ, nhưng mà tuổi lớn là sám hối, cái nào nó cũng là quan trọng nha. Nhưng mà của tuổi này thì sư phụ khuyên nên sám hối nhiều. Dạ, sám hối ba một tháng 3 ngày đó sư phụ. Nói ăn chay trường nha. Dạ con ăn chay trường. Cỡ tuổi này mà ăn mặn nữa là con ăn 20 năm rồi sư phụ. Ừ. Cho nó nhẹ nhàng cơ thể. Mình chỉ tưởng nhớ những chuyện xưa mình làm sai. Ví dụ hồi xưa mình phá thai, hay là mình lường gạt ai, cấm sinh trọng gì đó, vân vân và vân vân. Gán nhớ lại thì cái lại giải thức nó sẽ xóa, tại vì cái địa ngục là nó nằm trong cái lại giải thức mình. Khi mình trở thành một người thánh thiện á là mình sẽ nhớ lại những cái chuyện mình làm không đúng. Cho nên lúc mình sám hối đó là hôm nay tôi xóa lại cái chuyện cũ của tôi, mục đích là vậy. Địa ngục là ngay trong cái cơ thể chúng ta, ngay trong cái trí não chúng ta. Cái điện thoại của mình đó là cái sim đó, mình chụp hình tầm bậy á, nó cũng là tương tự như vậy. Còn trong đó là hình Phật, kinh Phật, lời hay ý đẹp của sư phụ thì là Phật là tiên. Còn trong đó chứa những cái đồ tào lao hay những cái YouTube không đúng, đó là địa ngục, là quỷ. Thì cái lại giải thức mình nó cũng như cái sim của điện thoại. Thì khi mình lại sám hối là mình nhớ lại, gán nhớ lại những hồi xưa tại sao mình làm như vậy, thì tự nhiên mình xóa. Chứ còn nếu mình không làm á, mà ống mà bác sĩ sắp sửa rút á, mình còn hối tiếc. Ngày xưa mình chỉ vì một miếng ăn, một vài ba đồng bạc mà mình tạo ra chuyện nghiệp lớn như vậy, mình hối tiếc. Khi mình hối tiếc, mình không có còn tha thứ cho mình, thì làm sao mình về với cha được? Có phải là mình bị đỏ không? Có hiểu không? Là giờ chót nó quan trọng là cái chỗ đó, gọi là cận tử nghiệp. Khi cận tử nghiệp là cái linh hồn phải thanh thản, không còn hối tiếc, không còn nhớ tới tiền của, và không còn luyến tiếc con cái nữa. Nó có cái chuyện của nó. Đến lúc mà cận tử nghiệp mà bác sĩ sắp rút ống, mà nó trời ơi con tôi bỏ đi, nó còn nhỏ, bây giờ nó không có nghề ngỗng gì, đang thất nghiệp, ai lo cho nó? Đòi đi ngục liền, không có được đi về. Thiệt á. Cho nên lúc mà mình bác sĩ rút ống á, là hôm nay sư phụ dạy mấy đệ tử lớn tuổi ngồi xe lăn này, là phải về lại sám hối, và đồng thời á mình phải tha thứ cho bản thân mình trước, thì lúc đó cha với Phật với Thượng Đế với Chúa Giêsu sẽ tha mình sau.
đó là lời thật đó nghe, gán làm. Còn nếu mà mình không tha, mình lúc mà mình còn có mấy khắc mấy giây mình rất là tỉnh táo, tại lúc đó nó hồi quang á, mình nhớ lại, mình hối tiếc chừng nào mình càng bị đọa chừng đó. Cả những gì thầy có thể tu 70 năm, 80 năm, nhưng mà ông chỉ một lần làm lỗi, mà lúc đó ông nhớ là chuyện làm lỗi của ông, ông không tha thứ ông, ông vẫn bị đọa như thường đó. Gán làm đi con. Cái đó cũng là bệnh nghiệp, giờ mình sám hối là cũng xin nghĩ cái đó. Thì làm sao mình, nếu mà mình bệnh nhiều á, thì sư phụ nghĩ chỉ làm sao lúc mình sám hối á, để cho bớt cái nghiệp của mình. Cái đó là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp nó không phải là đời trước, mà nó cả nhiều cái thân trước. Chúng ta là những cái thần hồn bất tử, đã mang từ thân này qua thân nọ, từ thành tinh này qua thành tinh kia, từ Bắc Cô Lô Châu qua Tây Ngô Quá Châu, Đông Thắng Thần Châu. Hôm nay chúng ta tụ lại Nam Thiện Bộ Châu, chúng ta đi vượt biên qua Mỹ, quy tụ lại Houston, và hôm nay chúng ta tụ lại nữa là ngay Thiên Long Giang này. Thì chúng ta ở khắp tứ phương trong dãy ngân hà, thì những cái tích lũy nghiệp đó nó gom lại thì nó đem ra thân bệnh. Cũng giống như sư phụ là người chiếc thân của những thành tinh kia, hôm nay sư phụ cũng phải lãnh cái nghiệp của thành tinh kia, không phải chỉ riêng thành tinh này. Gọi là quá khứ nghiệp, tích lũy nghiệp, nhưng mà tất cả đều xóa được. Nghiệp như nợ thôi mà. Ok, tôi băng gấp xì đó nghe, tôi không có tiền trả, nó vậy đó. Bây giờ tôi chỉ có còn vô chapter 7 hay chapter 13 vậy thôi, tôi trả payment thì tôi lại mấy cái, thì nhà băng nó cũng xóa mình vậy, làm gì mình giờ cũng y vậy thôi. Nghiệp là mắc nợ ba BK. Sư phụ uống nước rồi, sáng nói chuyện với vua lại cũng hơi mệt. Mà sư phụ nói rất là thực tế, cũng không có làm mít lòng ai, và đồng thời sư phụ không có muốn cái đứa em này nó giống như hẹn tới hẹn lui á, mà mất thời giờ người ta. Khi người ta expect mình cao quá, mình không up front á, mình sẽ làm phụ lòng họ. Tại trong đường trường á, mình còn gặp nhau hoài, không cùng chí hướng nhưng mà cũng cùng con đường là được rồi, phải không? Cho nên tánh sư phụ là như vậy. Còn nhiều người muốn chấp, muốn hiểu lầm thì kệ ổng, để ông nhân ông về ông suy nghĩ. Ổng gặp một người bạn như phụ là ổng có phước á, không có cái đầu để lợi dụng ổng thì cũng chẳng có gì hết. Phụ cho ra không á, thì hôm nay cho ổng có cơ hội về đây để xây dựng cái gì, đó là cái phước của người ta. Người ta không biết nắm giữ 10 unit là cái đó, là đừng có bao giờ làm được chuyện lớn. Đừng có tưởng cho phụ không biết tính trước khi tới đây. Chuyện nhỏ như con thỏ mà làm không được thì đòi bắt con cọp. Cọp giấy hả? Mèo không có nữa. Nên nhớ. Còn suy nghĩ vô hứa. Dở gặp sư phụ nãy hứa liền. Sư phụ nói luôn cái số. Chừng chịu mấy là con có 10 unit đây rồi. Đâu có khó đâu. Mà nó bị nghẹt vô cái này. Là chuyện này. Có chùa qua hiệu tình có một bộ đồ này tối về giặt. Đặt đổi cái ống này. Cái giận chêm. Làm từ thiện á, cái căn bản là gì? Căn bản là phải hướng thượng và phải hiểu ít nhất thần thánh, không còn biết đạo nào một chút xíu, chứ không phải mình ra là mình tính cộng trừ nhân chia trội. Trên đó có những cái format của Do Thái của Mỹ, nó thiếu gì? Rồi mấy thằng luật sư mà chuyên môn gì làm về trust fund đó, nó ngồi nó dễ ra dễ ở cơ, mới không vô đó trả nó 300 đồng giờ là con cũng như họ thôi, nó không có khó. Nhưng mà trước tiên á, mình phải làm từ thiện cho chính mình kìa. Mình phải biết buông bỏ rồi mình mới ra đời mình làm từ thiện được, chứ không phải mình ngồi mình kiếm luật sư sau lưng làm đóng giấy tờ gọi là từ thiện đâu. Nên phải coi kỹ á, làm từ thiện người ta không cần suy nghĩ,
đúng làm. Cho nên cái chuyện gì mà mình nghĩ đúng là làm liền. Còn cái chuyện gì mà mình phải cân nhắc á, là mình phải suy nghĩ 24 tiếng á con. Còn hãy mình thấy cái này là chuyện phải làm là làm liền. Tại vì nếu không sẽ bỏ qua cái opportunity, cái cơ hội để mà làm công đức. Cho nên họ nãy họ bỏ mất cơ hội. Tại vì con em sẽ đóng cần mấy đứa nhỏ, cần người giúp đó, không lo giúp. Hỏi nữa đi, có ai hỏi gì không? Con có đem tiền theo sư phụ có cho người khác nữa không? Thầy đệ tử này lớn tuổi á. Dạ. Muốn tạo công đức để gieo duyên cho đệ tử này tạo công đức. Dạ. Đưa con cất tiền con. Nó cũng giống nhau nhưng mà có 100 đô à. Đệ tử này đưa một tờ nào cho ai á thì đệ tử này có công đức. Dạ. Lớn tuổi rồi con có nhiều cơ hội làm công đức. Dạ dạ. Mục đích biết ý. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà đừng có đi vòng vòng bán mấy tiệm nail rồi ở đây ông cậu chính ông thất nghiệp còn nghiệp ổng. Dạ, ông có con ma à, ông kêu con ma tới cửa tiệm đắt có thiệt á. Dạ, dạ. Tới 3 tháng sau cái tiệm khác lại thằng cái ông di chuyển con này qua con kia cái tiệm này ế lại. Cái bà chủ chạy theo kéo chân ông nữa đưa 5.000 nữa cái con ma khác. Đó, cái xây vòng nhá, có một nhân viên thôi mà làm việc nhiều nơi. Con tới đây lần được 5-6 tờ về em phát cho con hết rồi mọi người thấy xin. Hôm nay con nghe sư phụ qua con mừng quá. Sẵn có nhà có tiền rồi cái thôi, cầm đi luôn. Này nó có hiệu lực, những người lớn tuổi hay là nít khóc. Dạ. Để nghe đầu gối, nó sẽ hết. Dạ. Nói chung là sư phụ là người có đức rất là lớn ở cái cõi ta bà này. Quỷ trọng đức thần kinh mà thì cho nên cả ma quỷ nó thấy cái chữ giết sư phụ nó cũng nể thôi thì nó sẽ không có phá mình, chủ yếu là vậy. Quỷ trọng đức nữa đặt bàn cúng mà hồi không sư phụ 10 phút nữa xong rồi cúng mình với nhà họ xin bái với sư phụ. Chưa có tượng ổng hả? Dạ có luôn mà. Có tượng ổng mở hả? Ok rồi, rồi mấy con cho sư phụ cái thau nước với cái bông. Cứ để bển đây. Cứ làm sẵn hết đi. Dạ, đang rồi ngồi đây chừng nửa tiếng. 10 phút nữa xong rồi sư phụ. Không sao chứ. 15 phút nữa. À, cứ ngồi đây đi nào rủng rảnh rồi đi chứ không có bắt buộc theo thời gian. Dạ. Nếu mà ở đâu mà mình biết được chừng nào sư phụ qua, sư phụ có website ở đây không? Sư phụ không có dám thông báo. Dạ. Thông báo cao đồng quá đó. Rồi không có gọi tới chiều được. Tại vì sơ sơ mấy đứa là tử gần. Dạ. Nhưng mà nếu mà con mà muốn biết mỗi lần sư phụ qua đây hay không á. Dạ. Nó như thu ba, nó bỏ vô trong, nó có một cái group mấy đệ tử ở Houston á thì có thể cái group đó biết, nó có những cái group nhỏ nhỏ nữa. Dạ. Có những cái đứa có cái group sát bên cạnh sư phụ nữa, rồi có cái group trung bình, rồi có cái group lớn của Houston, rồi sau đó nó có một cái group lớn của Cali nữa. Ô nó tùm lum group hết. Dạ. Nhưng mà sư phụ đâu sư phụ không nói. Lần mấy lần trước con thấy có lên đài thôi, cái mấy lần sau này không có. Con mở cái clip của sư phụ con coi thường lắm. Ở nhà không có làm gì hết. Vậy hả? Dạ. Có bổ ích gì không? Dạ thì sư phụ dạy sao con nghe theo vậy. Nhưng mà bởi vì sư tổ là Đức Bình Phú Sổ. Đức thầy nói thời mạt pháp á, ngu thành khôn là chỗ này nè. Dạ. Còn khôn quá thành ngu quá là cái chỗ mà mà cứ ngồi phân tách này phân tách nọ nó hay là còn hay đó. Yeah. Con của Phật là khù khờn vậy, ngu thành khôn là về trời hết. Còn mấy thằng khôn cho nó dưới này đi. Bởi vì xưa Phật trời nói là thời nay là chúng hết. Con có ma có quỷ á, nó khôn nó lành lắm.
Phụ viết cái này á, cũng là gieo duyên cho những ai mà có phước có cái tờ này. Rồi từ từ á, họ được sự mầu nhiệm á, thì từ từ họ cũng sẽ tìm cơ hội, mỗi lần Phụ về đây họ cũng tới, thì họ cũng là đệ tử. Sư phụ nè, cô bé đó cô sư phụ, à? Nguyên cái dấu nhân tâm trên trán nè. Nó làm gì? Dạ cô bé đó, nó bé nó mới đi nãy giờ, y chang rồi sư phụ. Có à? Dạ, mà nó màu xanh. Nên chắc cô này, chắc cô bé này chắc chừng tuổi 2 tuổi mà nói là hồi có bầu nó có gặp sư phụ rồi. Rồi bây giờ bé đó là thiên tâm. Thiên tâm hiện nhân bầu trời Sài Gòn á. Dạ. Nguyên cái dấu luôn á. Dạ. Nếu mà không mà hiện mà không màu nhiệm thì sao hiện trên đó. Dạ. Còn dấu thiên tâm á, hiện bây giờ á, ai mà đeo á, nó sẽ khác hơn những người bình thường không có đeo. Dạ. Chuyện gì nó cũng có thể, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, chuyện xui á. Dạ. Rồi nó cũng lướt qua một cách nhẹ nhàng, trong gia đình cũng được im thấm nữa. Cho nên thời nay phải nên đeo. Dạ. Phụ phải đeo á. Cái này nó mấy con bình thường thì nhìn vậy, nhưng mà nó có thần thông lắm. Những cái gì nằm trong cơ thể sư phụ mà cầm hay là vô đây thì nó là giống như cái máy nhà đèn vậy, bảy trong hào quang mà, thì nó vô trong này nhiều lắm. Thì mấy cái đứa đệ tử đeo á, tự mình truyền cái điển, cái thần thông của mình trong cái dấu của mình đeo. Chúng ta ai cũng có thần thông, ai cũng có hào quang hết, nó mạnh hay yếu thôi nghe. Mấy ông thầy cũng có, nhưng mà cái tâm ổng tà thì ổng truyền thần thông tà vô cái dấu và đeo vô. Cho nên nhiều lúc á, đeo tầm bậy tầm bạ, có mấy người mà mình không biết rõ đó, mình bị lần sừng nhức đầu hoài là vậy á. Cho nên không phải muốn đeo gì có ai đeo đâu. Thì cái ý nghĩa là vậy. Cho nên cái này sư phụ đeo theo á, là thứ nhất để cho những người chơi bùa chơi ngải và đứng xung quanh này á, cũng không có làm gì được sư phụ. Tại vì bảy giờ hồi quang nó cản nhờ cái thần lực này. Đồng thời thụ thấy người nào mà bệnh trong người thụ để lên á, nó cũng rút cái bệnh vô đây thì khỏi đi bác sĩ, khỏi nhà thương. Người nào sắp chết thụ để vô á cũng sống thêm được vài ba năm. Trong vài ba năm mà quay đầu với cha mà đọc kinh á, là con thấy nó khác hơn là một người không biết gì. Ngày mai ngã cái bạch thì lúc đó đi đâu, cửa thiên đàng á đâu có mở cho những người không biết lên cầu thang thiên đàng đâu. Mô Phật sư phụ, chị này mà con quen á, con mới nói với chị là biết sư phụ biết đạo cha mà anh chồng của chị bệnh nặng quá, xin sư phụ nhìn mặt là biết bệnh nặng rồi. Dạ. Con xin... Nhưng mà cái ngã còn lớn. Dạ. Để cho thiền hết ngã đi. Dạ, xin thầy giúp dùm. Sư phụ xuống trần á lập đạo, cứu nhân loại 8 tỷ thời nay. 10 năm sau, 50 năm sau 8 tỷ của lớp mới, nó sẽ cứu 800.000 tỷ của trong 3.000 năm về sau. Còn mỗi một cá nhân nhân loại á, phải biết vô đó lại. Rồi dòng thời phải giống như con nuôi con của con mới về sanh ra, đứa baby nó làm gì? Con chim mới đẻ ra nó làm gì? Đói đói hả miệng. Còn muốn cho hộ cứu ít nhất cũng phải vô lại cha rồi qua đây rồi phải nói cái gì, không phải ngồi im cái là sư phụ. Phụ đâu phải thầy thuốc đâu, phụ thầy thuốc là sư phụ giàu rồi con. Lại rồi hả? Ừ. Dấu thiên tâm có đeo đâu, đâu có thấy đâu. Thì đó là cái nhẽ, muốn có đâu phải khó đâu, nhìn là biết rồi. Trước khi gặp sư phụ mà muốn cứu bệnh là phải biết cha rành, biết thiên tâm là gì thì phải đeo dấu hiệu thiên tâm trước, chứ không phải mang cái thân tàn ma dại tới đây rồi cái thụ cứu hết bệnh này về cái tung tăng quậy nữa. Trời, hôm nay xưa có bồ nhiều lắm. Cười có không đệ tử? Cười là có, nhìn là biết rồi. Cho nên thụ nhìn là thấy ngã còn. Tự đặt cái tên, rồi tên thiên là cái gì? Thấy chưa? Thì là cái ngã. Chưa biết gì. Thế lên mạng 5 năm nay rồi. Ai mà không biết. Mới đi bữa nay ngày đầu tiên. Ủa nhưng mà thù trên truyền hình 5 năm nay cái điện thoại có không? Trời xài điện thoại iPhone 14 nữa kìa. Làm sao mà không có? Bấm chữ Ngô Tấn Kiệt mỗi một ngày á, người ta tìm tên sư phụ là gần 300.000 người. Trên Google nó báo cáo á.
Thầy chẳng lẽ ở đây sát bên Thiên Long Giang Thiên Long Giang không biết sư phụ còn đúng không? Thì sư phụ nó có trúng không? Cái nhà con mà nhưng mà cũng ok, tu theo thì cũng được á, tu theo nhưng mà cũng phải là thiệt chứ đâu có lấy ai đồng xu nào. Tới ngày hôm nay cũng chưa có xin đệ tử nào một sen một cát, tôi chỉ đưa Thiền Bát Nhã tới, nhưng mà Thiền Bát Nhã đâu có thể kéo người ta lên, Thiền Bát Nhã mấy con phải bò lên á, phải biết sám hối thì mới lên được Thiền Bát Nhã. Đi về trời mà còn quỷ dương á, mỗi một ngày nó mở khóa tu á, nó kêu mỗi phật tử phải ke đem theo 100 người tới, rồi phải cúng dường cái quỷ tùm lum. Mỗi lần sư phụ đi á, thà ngồi ngoài trời mình không có tốt gì hết, nhưng mà sư phụ không bao giờ để cho một đứa đệ tử nào á tốn 5 đồng bạc kinh á. Mỗi lần sư phụ đi giống như kiểu này về Nam Cali á, phải lựa công viên, rồi phải chỗ nào mà bạc kinh free, mình về trời mình không có tốn tiền. Còn chỗ nào mà tiền bạc bạc á là đi theo quỷ á, nhớ lại sư phụ dạy cái đó. Con nghe sư phụ, nhà con có bằng tiền được 3 năm mà, đi trong được bằng thờ cha 2 năm. Cái đó đó nó đã có phong tục gần 90.000 năm. Dạ, thì thể chế vô thần thông tính nước Việt họ không có miếu muốn cho dân tộc biết Thượng Đế là ai. Họ chỉ muốn biết Hồ Chí Minh là Phật, thấy không? Và đồng thời họ không có muốn dân tộc 100 họ Bách Việt 100 triệu người biết Phật là ai luôn. Họ mới cho những vị thầy quốc danh tuy là mang áo vàng nhưng mà phá đạo, rồi cho những cọng cỏ thành ra những cọng tóc để cho mấy triệu người vô đó, rồi bắt đầu chửi thầy Thích Trúc Thế Minh. Càng chửi chừng nào ổng được lên chức chừng đó. Mục đích là tạo tất cả lòng người nước Việt không có lòng tin ở Phật, không có lòng tin ở cha, chỉ có lòng tin duy nhất đó là Đảng và Hồ Chí Minh, thì đưa cái dân tộc chúng ta xuống địa ngục. Ngu dân á, chính sách ngu dân. Bây giờ con không có cái gì con nắm thì con nắm ai? Con suy nghĩ đi. Không có cha, không mẹ, không có anh cả, Phật là anh cả, không có cha, không có mẹ, con nắm ai? Suy nghĩ. Đó là chính sách của họ. Cho nên những vị thầy mà họ nói chuyện, ồ không cần đốt nhang vô chùa, mà đốt nhang chuyển ngân bằng tài khoản rồi đại khái. Họ cố tình họ làm như vậy để cho mình nhìn lại cuốn kinh dạy là khấn hương á. Mỗi lần đọc kinh đại thừa, kinh nào cũng có chữ khấn hương, nhưng mà không kêu khấn hương Phật nào chứng. Con hiểu không? Là mục đích để cho dân tộc Việt Nam ghét cái đạo Phật, để mà đi phản ảnh ngược lại, để mà chỉ có nắm một thứ thôi, để mà cứu rỗi. Thì nắm ai cũng biết rồi nè. Cần đốt nhưng mà con phải mở máy hút. Tại vì những vị Phật Thánh Tiên Bồ Tát xuống trần cũng giống như các con đi vô chuồng heo chuồng gà nó hôi lắm, thối. Thì mấy vị thương chúng ta, mấy vị mới đứng để chứng bữa lễ con đọc kinh. Nhưng mà cơ thể chúng ta đã dính chuột thối thì cần có nhang để mà sái tịnh. Nhưng mà ngược lại nhang mà là mấy con lựa nhang tốt nha, đừng có chắc quá học. Rồi mình để cho thơ mấy chư thiên, mấy chư Bồ Tát người ta đứng ở đó. Chứ rồi đứng trong chuồng heo nhiều quá chúng ta giống như heo vậy, để chúng ta ngu như heo. Thôi cũng được, tạm tạm được. Nhưng mà cơ thể con cũng hôi vậy. Nên nhang là để mà xác tỉnh. Chị đi trong một số trong hộp la chị cũng nhưng chị thấy một sự lan tỏa, em chị cảm thấy những người chị cũng thần tượng vô cùng. Mà công nghệ thì đằng cày cũng được gì, nhưng mà sợ nó cháy nhà. Nhưng mà đằng cày á nên đốt nhang thêm lửa nhang của Nhật hay là nhang thơm của Ấn Độ á. Còn dạ, nhang kiểu Việt Nam nó tàu trầu nó làm đổ gì trong đó mặt cưa bậy bạ bị xiển á.
chết thì không chết là bị xỉn sập sừng. Mình đâu có thể đọc ba thời kinh xong mình bị xỉn đâu. Cho nên phải mở máy hút và đốt cái nhang ốm ốm nhỏ nhỏ thôi. Chứ đừng có để cái nhang mà dài thòn, khói đừng có nên nữa đó. Dạ con chào. Cứ nói. Dạ con chào, tại vì con là ở Việt Nam con qua con sư phụ. Dạ. Tại vì con thật sự là con là đạo công giáo. Con xuất phát từ mới qua Mỹ. Nói xúc động từng gặp tưởng tượng á. Rất là xúc động. Công giáo hả? Dạ công giáo mà mẹ bảo lãnh á là thật sự là 12 năm còn. Hồi xưa là trước khi đi Mỹ là có cái luật là dưới 18 tuổi thì được đi. Mà trên tuổi đó là không được đi. Lúc đó con chỉ kể tóm tắt thôi. Dạ, con ở Sacramento, ở San Fran. Con lúc sao con đang ở Houston là sao? Con Houston là con đi cái vấn đề là gặp offline. Chỉ đúng. Dạ, gặp offline. Dạ. Hồi nãy chị đứng chung với nhóm. Trong cái nhóm member nãy mà tự nhiên cái lòng của con sao con muốn quay ngược xe lại đó nha. Ồ vậy đi chung với anh Nhân đó hả? Dạ dạ. Ồ hồi xưa ông Đại Phúc cũng có nhiều đệ tử lắm, mỗi lần mà đệ tử lên đi ông sang làm đệ tử mình đó. Tại vì là có trước khi một cái gạch bông mà đặt á thì nó phải có đất có đá phải không? Trước khi thuyền lớn đưa mình đi ra khỏi hải phận quốc tế thì phải có vỏ giọt xuồng đồ đưa đúng không? Sư phụ là đại thất hạm đội chứa hết thuyền Bát Nhã. Cho nên những cái người mà lúc đầu á không biết thì đừng có bao giờ mà lên đó chửi sư phụ để mất cái duyên ở đời này. Sư phụ chỉ mong gì sư phụ thắng được 3 lần chừa cái khẩu nghiệp lại. Đừng có bao giờ chửi con của Thượng Đế. Con của Thượng Đế xuống trần là chỉ là hy sinh cuộc đời vì nhân loại, không phải riêng nước Việt mà cho cả qua đi cầu thì sẽ còn được phước đời này. Còn sư phụ chỉ xin ba thần thần thánh ghi rõ từ lời từ chữ, cho nên ngày nào sư phụ cũng thắng. Thì nên nhớ sư phụ chỉ xuống một lần này lần cuối cùng của một cái mang sắc phàm này, sư phụ thế giới trời là luôn với cha mẹ. Khi cái quả địa cầu này, thế giới này, nhất là nước Việt không còn sự bất công của nhân loại nữa, đó là lời nguyện trước khi sư phụ xuống trần. Thế giới này còn sự bất công, thế giới nha. Còn những thằng như Putin hay Tập Cận Bình hay là Biden á, sư phụ khẽ không thời không thành Phật. Các con thành Phật trước, sư phụ đang là Bồ Tát, giữ cái thai là Bồ Tát. Nhưng mà lần này mấy vị nói là con đã thành Phật rồi. Khi thế giới này thành thế giới đại đồng, nước Việt không còn sự bất công, công an không còn ăn hiếp dân nữa, thì con đã tội nguyện cái lời nguyện rồi. Kiếp này sư phụ về trời á, cho nên nó đi một mình cũng buồn, thì gom hết đệ tử theo. Thuyền Bát Nhã chứa đông lắm, với đức thầy nữa. Đức thầy thì chèo lái, sư phụ là chèo mũi, hai thầy trò kỳ này về thành Phật. Đức thầy thì đi về với Phật A Di Đà, sư phụ thì đi về với thiên đình với cha với mẹ. Đó là sự thật. Rồi tất cả những người đi đến trước đến sau không biết thì phải nghiên cứu, đừng có buông những lời mà phỉ báng hay là mấy vị thần thánh đó. Họ rất là không có vui. Mà con thấy tuổi trẻ Việt Nam bây giờ đó, nó ghê lắm. Giờ con đứng con xúc động. Rồi bây giờ con nghĩ những lời sư phụ nói với anh Nhân đó. Sư phụ nãy giờ có nói gì sai không? Mấy con kiểm điểm lại đi, sẵn mình đang máy quay nè. Mình gom lại clip này luôn. Nãy giờ sư phụ có nói gì sai với ảnh không ta? Dạ không sai gì, cho nghe từng lời từng chữ nó đi vào trong. Mấy con thấy có sai gì không? Dạ không. Ở sư phụ kêu cái xây như mà dưới nít đi thử là mà. Mấy biết đá biết vàng không? Không biết chiều nay tới nhà sư phụ nói gì nữa. Sư phụ chỉ thật sự chỉ mong cái dân người Houston này nè biết cái nơi này là linh thiêng, đi về đây. Sư phụ bây giờ chưa có phát triển cho này lớn nữa mới có khởi nguồn vô lại cha lại mẹ. Nhưng mà dầu sao bước vô cái cổng đó là cũng là một cái mảnh đất không có hận thù, không có sân si, không có danh lợi, không có dụ dỗ, không có những cái gọi là như ở phố chợ ngoài đó.
chỉ có thần là ma hộ, Phật thánh và phong tục của mình, có cha có mẹ đang ngự ở đây. Mảnh đất nào mà có con của Thượng Đế lập ra, mảnh đất là mảnh đất gọi là thánh địa. Thiên Long Giang mãi mãi sẽ là thánh địa. Trên thế giới này, người cầm 10 tỷ đô hay là giàu cho giàu cỡ nào, xây lộng lẫy cỡ nào, mà nếu không phải cái chân mệnh mà lập ra, điều đó là của người phàm. Người cõi trời chỉ có xuống đây để mà thăm viếng người chúng ta. Người cõi trời không có thích những cái building hay những cái tòa nhà lớn ba chúc ba vàng gì đâu. Nơi đây nè, Phật Thánh Tiên lúc nào cũng lên xuống. Cho nên lâu lâu á, nên dẫn ba hay dẫn mẹ nó về đây, chỉ ngồi gốc cây mà lựa mùa không có mũi á nghe. Vô đây là khấn đây nha. Thì là mỗi một ngày đó là cuộc sống. Những người lớn tuổi ở Houston nó nên làm. Ba con cũng mới về đây nữa sư phụ. Tức là mỗi ngày không được. Đây vô Bel-Air Hồng Kông 4 có 20 phút bao nhiêu? Còn phút ở dưới chùa Việt Nam Bel-Air chỗ thì đâu có xa đâu, 20 phút. Cứ đem cái bịch đồ ăn theo vô đây lại cha lại mẹ ngồi đây ăn. Thì cái đó là cái nguồn sống. Nhưng cái màu nhiệm là chỗ này lúc nào cũng có những vị hộ pháp. Và những vị tiên ở trong đó, người ta sẽ giải cái nghiệp cho mình đó. Thì cái màu nhiệm chỗ này nó khác hơn những cái chùa bự ở ngoài Houston ở ngoài đó. Khác hơn xa đó. Không có giống đâu. Ok, dù chỉ giao viên được nhiêu đây thôi nghe đệ tử. Rồi ở đây ai cần á con biết khác ở đây. Thì vụ giờ vô đó còn hết bao nhiêu tờ còn lại. Rồi nếu mà không có chỉ viết nó đâu ấy đâu. Trả lại đó. Mấy cái viết. Rảnh này thế nữa còn mấy cái này vô không có gì. Ô trả lại. Chắc lãnh tiền già chưa 100 đô á đổi. Dạ, không phải con nó lãnh già dạ, chắc nó lãnh tiền của con đó. Đưa cho con nó mình tự nó cái buộc. Đó có đại phước đó. Con tặng con về con nói nó mẹ sẽ đưa con tờ này con đưa 50.000. Đại sư phụ nói á cái tiệm của con sẽ bán đắt nhờ tờ này. Bao nhiêu tiền nó cũng mua. Khu này là em xây 10 cái unit nè. Tóm lại là nó là một cái tôn giáo để cho trong nhân loại trong tương lai á, sau này hết Putin, hết thể chế cộng sản, hết những cái mà bất công, nó phải có cái nền đạo để đưa cho một cái thế hệ sau á sống có sự bình yên và an bình, thì phải có cái đạo chứ không phải mình dẹp hết mấy thằng lãnh đạo điên này rồi á, mấy thằng lãnh đạo điên khác nó còn điên dữ hơn nữa, thì lúc đó thế giới sẽ đi về đâu? Nó phải có cái đạo đó. Là lãnh chủ, lãnh chủ hả, chứ không phải lãnh đạo không? Bây giờ con có vô tin lên nghĩ sao dữ hơn nữa không con? Ừ, cho nên nó phải có cái đạo. Đạo trời Phan Sư Phụ. Đạo trời, pháp Phật. Nói chuyện quá. Cái này Sư Phụ nói về bây giờ có Chúa Giê-xu trở lại. Đúng rồi. Đó, gặp được Chúa chưa? Em gặp được Chúa đây. Chúa đây. Anh ở Công giáo phải không? Dạ. Ồ, gặp được Chúa rồi. Dạ. Hay quá. Dạ. Đó, thì Chúa đồng hành với mình thôi, Chúa ở trong tim mình nè. Đúng rồi. Bây giờ mình có Chúa để cho Chúa phát ra hay không? Ừ. Đó. Chúa.